Mến chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà đất quận 12. Hôm nay em xin giới thiệu tới quý anh chị một lô đất sổ hồng riêng nằm ở đường nhánh của đường TX 14 phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Lô đất của chúng ta có chiều ngang là 4m và chiều sâu là 25m, sổ hồng riêng và được chủ chào bán với giá là 950 triệu. Hiện tại lô đất là đất nông nghiệp, chưa có chuyển thổ cư nên có giá rất là mềm. Vị trí lô đất chúng ta thì nằm ở đường nhánh đường TX 14. Từ vị trí của lô đất, chúng ta đi ra khoảng 700m là về tới quốc lộ 1A và tiếp tục đi thêm khoảng 500m là về tới Gò Vấp. Và cũng chỉ có trên con đường này, chúng ta tiếp tục đi thêm khoảng 4km là chúng ta về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Lô đất của chúng ta có chiều ngang là 4m và chiều sâu là 25m. Pháp lý là sổ hồng riêng, hiện tại là đất nông nghiệp và được chủ chào bán với giá là 950 triệu. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí lô đất ra tới đường TX 14 cho quý anh chị xem. Hiện tại đường vào lô đất là đường xe máy, xe ba gác. Một lô đất có sổ hồng riêng có giá 950 triệu. Nếu anh chị muốn đầu tư thì cứ điện thoại cho Phúc để tới xem trực tiếp vị trí lô đất. Và sau đó chúng ta sẽ thể gặp trực tiếp chủ để làm việc về giá. Giá này chủ hứa cũng thương lượng bớt cho chúng ta một ít lọc. Và đây là trục đường chính TX 14. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể gọi điện thoại cho em theo số điện thoại góc màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.